Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày 1 tháng 11, bước qua tháng mới, Thảo cũng xin chúc cho cả nhà mình nhiều sức khỏe và bình an nhé. Và Thảo cũng sẽ gửi đến một món ăn rất là thanh đạm và cũng phù hợp cho ngày này, đó là món rau củ xào chay nhé. Món ăn này vừa thanh đạm nhưng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, rất phù hợp cho những ngày ăn chay và ăn kiêng nhé. Nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm. Ở đây thì mình sẽ có một cây đậu hũ non, 200g cải trắng, 150g cải xanh, 150g cà rốt, 300g ớt chuông, 150g hành tây, khoảng vài trái ớt hiểm. Và ở đây thì Thảo có 100g đậu ván nè. Mình cũng có thể thay đậu Hà Lan nha các bạn. Và 50g nấm đông cô khô, 150g đậu hũ nhỏ đã chiên, 1 ít cần tây và dầu hào, nước tương cùng các gia vị thông thường khác nhé. Thảo sẽ ghi các nguyên liệu này vào phần mô tả nha cả nhà. Trước tiên thì mình sẽ cho nước hơi ấm ấm vào cái nấm đông cô này và mình sẽ ngâm qua khoảng nửa tiếng nhé. Sau khi ngâm xong, bây giờ mình sẽ cắt những cái cuốn của cái nấm này ra, bởi vì cái cuốn nó cũng hơi dai các bạn. Sau khi vắt bớt nước thì mình sẽ sơ chế thêm cho cái nấm này. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh bột năng nhé. Ngâm qua một chút rồi mình sẽ đi rửa sạch. Sau đó thì mình sẽ cắt chữ thập trên cái đầu nấm. Còn nếu như nấm nào to quá thì mình sẽ cắt đôi ra. Tiếp tục thì mình sơ chế cho các rau củ quả. Thì ở đây mình sẽ cho một muỗng muối vào cái thau nhỏ nhé. Mình sẽ cắt từng cái nhánh bông của bông cải trắng ra. Và nếu bông nào to, mình sẽ chẻ đôi chẻ ba cho vừa ăn. Bông cải xanh mình cũng làm giống như vậy nhé. Ớt chuông thì mình sẽ bỏ cuống và cắt đôi quả ớt. Sau đó mình sẽ bỏ hạt đi và thái ớt ra thành từng miếng cau. Cà rốt thì mình cũng sẽ cắt đầu, cắt đuôi và bào vỏ đi. Và mình sẽ tiếp tục tỉa hoa cho cà rốt nhé. Hành tây thì mình sẽ cắt thành múi câu nè các bạn. Còn cái củ còn lại thì mình sẽ cắt nhỏ hơn. Và mình sẽ tước sơ cho hai đầu đậu nhé. Đặt một cái nồi khoảng chừng 2 lít nước lên thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường nè, một muỗng canh muối. Và khi mà nước sôi thì chúng ta sẽ cho cà rốt vào và luộc trong vòng 2 phút. Mình sẽ vớt cà rốt ra và mình cho qua một tô nước lạnh để rau củ được giữ màu sắc cho đẹp. Sẽ luộc cái bông cải xanh nha. Bông cải xanh sau khi luộc thì lên màu rất là đẹp luôn. Mình cũng cho qua tô nước lạnh luôn nhé. Và bây giờ là bông cải trắng. Và bây giờ mình sẽ luộc đậu luôn. Cho chảo lên bếp và mình sẽ cho một ít dầu ăn vào và cho hành tây đã cắt nhỏ vào luôn. Mình sẽ phi cái hành tây này cho nó thơm lên nhé.
Kế tiếp là mình sẽ làm nước sốt, nhưng bây giờ mình sẽ tắt bếp đi nha các bạn. Cho vào một muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh nước tương và hai muỗng canh dầu hào. Hai muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê bột ngọt. Và mình sẽ đảo lên một chút cho nó tan gia vị ra. Sau đó thì mình sẽ cho các loại rau củ quả vào để mình trộn lên cho nó thấm gia vị trước nha các bạn. Màu sắc của rau củ quả của chúng ta rất đẹp luôn nha cả nhà. Sau khi các nguyên liệu đã được cho hết vào, mình sẽ đảo đều lên nhé. Và mình sẽ tiếp tục đảo để cho rau củ quả được chín đều nhé. Cho tiếp cái đậu hũ vào và mình sẽ xào thêm một lúc nữa. Bây giờ thì rau củ cũng chín khoảng chừng 90% rồi. Mình sẽ lấy một chén nước và hòa vào nửa muỗng canh bột năng. Mình sẽ cho vào để cho nước hơi sền sệt cho nó ngon nha các bạn. Và tiếp tục mình sẽ đảo lên để cho bột năng nó chín và hòa quyện vào chung với lại rau củ quả. Và cho luôn đậu hũ non vào. Và lúc này thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng đưa rau củ quả lên trên cái đậu hũ non cho nó thấm gia vị thôi nha các bạn. Chứ nếu mà mình đảo nhiều quá thì nó dễ bể lắm. Món ăn của chúng ta đã chín rồi. Và bây giờ mình sẽ cho cần tây vào, rắc thêm một chút tiêu cho nó tăng thêm khẩu vị. Mình sẽ múc cái món xào ra đĩa và làm một chén nước tương, cho ớt vào. Vậy là chúng ta có thể ăn chung với cơm được rồi các bạn. Mình sẽ thử một miếng xem sao nhé. Bông cải vừa ăn, thấm gia vị, rất là ngon các bạn. Đây là một món ăn chay ngon và còn đẹp mắt, cho nên chúng ta cũng có thể đãi cho bữa tiệc được rồi các bạn. Mình sẽ lấy một cái bạc và đặt lên một cái tô chuẩn có hình ô vuông. Và cho cái món xào của chúng ta vào nhé. Mình sẽ lấy thêm và cho vào để cho nó đầy lên thêm luôn. Sau đó thì mình sẽ gấp giấy bạc lại và mình sẽ cuộn hết bún xung quanh lại luôn nhé. Và đặt các phần thức ăn lên trên cái đĩa inox trên một cái bếp ga. Và khi mà gần ăn thì chúng ta sẽ cho một ít nước lên cái đĩa inox, bật bếp ga lên để cho nó hâm nóng lại thức ăn này. Sau đó thì mình sẽ cắt hình chữ thập trên cái giấy bạc. Sau khi mở được giấy bạc ra thì món ăn của chúng ta rất là bắt mắt, mọi người sẽ rất là thích nha các bạn. Mình sẽ thử tiếp nha. Đây là bông cải xanh chấm với một chút nước tương. Rau củ vẫn giữ được màu sắc và có vị ngọt, giòn, rất là ngon. Với món mà rau củ quả xào với lại nấm tôm cô là một món chay rất là tuyệt vời. Mình đãi tiệc như vậy thì những người mà đi ăn chay nè, hoặc là ăn kiêng đến với bữa tiệc, họ sẽ rất là thích các bạn. Chúc cả nhà thực hiện thành công với món ăn này
và ăn vui vẻ với gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.